Chiều ngày 4 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có văn bản yêu cầu người dân từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố đều phải có giấy xác nhận cho phương tiện ra ngoài thành phố và khi trở về từ địa phương có dịch phải cách ly y tế tập trung theo quy định. Đây là một trong những hoạt động thực hiện chỉ thị số 26 và chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ thành ủy về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 toàn bộ hệ thống chính trị và người dân Hải Phòng thể hiện rõ quyết tâm đồng lòng cùng chống giặc COVID-19. Quyết tâm ấy được thể hiện rõ kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, khi chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Người dân Hải Phòng cùng cả nước thực hiện hạn chế tối đa ra đường để phòng chống dịch bệnh, trừ một số trường hợp cấp bách đặc biệt. Trong những ngày thực hiện chỉ thị số 16 và chỉ thị số 26, 27, các đồng chí ban thường vụ thành ủy đều trực tiếp đi thị sát tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Tại đây, các đồng chí động viên tinh thần các lực lượng tham gia nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở phê bình một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm chỉ thị. Điều đó cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận quyết tâm cao của người dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các mặt hàng không thiết yếu đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học nhân viên công sở thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà đường phố không còn tấp nập đông đúc như trước kể cả giờ tan tầm và ngày cuối tuần Trước đó, thực hiện chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn thành phố thành lập hơn 2.500 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, huy động sự tham gia của hơn 30.000 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, cán bộ y tế cùng đại diện một số tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, thanh niên. Chúng tôi phấn khởi lắm khi mà nghe Bí thư Thành ủy phát biểu là hết sức tin tưởng đội ngũ cựu chiến binh trong cái chiến dịch phòng chống và cái Covid-19 lần này. chính điều đó là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cái mặt trận chống Covid-19 này và anh em quyết tâm là giữ được an toàn cho hội viên khi tham gia. và làm sao cùng chung sức với nhân dân, chung sức với Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố cựu chiến binh ra quân trận này là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố đặt niềm tin và sự chuẩn Ở cấp thành phố, tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố đều được bổ sung tăng cường lực lượng. Mỗi chốt có 44 thành viên cùng lực lượng công an, quân đội, y tế được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên ngành, chia làm 4 ca trực chiến 24 trên 24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hiện đang có mặt tại trạm thu phí quốc lộ 5, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong số chốt kiểm soát của thành phố Hải Phòng đặt ra từ ngày 25 tháng 3. Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hành khách trên các phương tiện giao thông đi vào các cửa ngõ thành phố. Chỉ trong ngày đầu thực hiện, các chốt kiểm soát yêu cầu 300 phương tiện không có lý do chính đáng vào thành phố phải quay trở lại, đồng thời kiểm tra chặt chẽ các phương tiện và người ra khỏi thành phố. Tại các chốt kiểm soát cấp quận, huyện, mỗi chốt không quá 20 thành viên, ngoài lực lượng công an, quân đội, y tế, còn huy động sự tham gia của lực lượng quân nhân dự bị. Ở cấp xã, phường, thị trấn, mỗi chốt kiểm soát không quá 10 thành viên. Mỗi thành viên đều thể hiện tinh thần chống dịch cao độ, thực hiện đo thân nhiệt, ghi chép theo dõi tình hình di biến động người và phương tiện ra vào khu vực địa bàn và có những nhắc nhở, cảnh báo kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chúng tôi cảm thấy rằng thành phố lập một cái chốt trong thời điểm hiện nay là hết sức quan trọng thế và ra soát được những người từ các tỉnh khác về thành phố nếu mà không may người ta có nguy cơ lây bệnh covid thì sẽ được kiểm soát sớm thế và đưa đi cách ly cũng như điều trị kịp thời thì nó tránh được lây lan trong cộng đồng và trong thành phố hải phòng Bên cạnh việc phần lớn người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch COVID-19, vẫn còn một số người dân vớt lờ cảnh báo, vẫn tập thể dục, tụ tập đông người tại một số địa điểm, khu vực như Hồ Phương Lưu, Hồ Tam Bạc, đường Lê Hồng Phong. Để cuộc chiến chống giặc COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, để những nỗ lực của cả hệ thống chính trị không đổ sông đổ bể bởi một số người thiếu ý thức, người dân thành phố Cảng cần nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, quy định, coi đây là cuộc chiến không của riêng ai, mà là của toàn thể dân tộc Việt Nam.